X51 Story mến chào quý thính giả. Viking là tộc người sống ở khu vực Bắc Âu, thuộc Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Iceland ngày nay. Khi nhắc tới Viking, chúng ta thường nghĩ đến hình ảnh những chiến binh hay những tên hải tặc hung bạo. Nếu vo ngựa Mông Cổ từng khiến các đồng cỏ ở phương Đông không thể mọc nổi thì trước đó khoảng 300 năm, những người Viking cũng khiến các vùng biển phía Tây phải dậy sóng. Từ bờ biển quê hương Scandinavia, nằm giữa biển Baltic và biển Bắc, những người Viking đã dong buồm đi khắp nơi từ thế kỷ thứ 8, khám phá phần lớn châu Âu trong 300 năm tiếp theo, và đi xa hơn so với những gì các nhà nghiên cứu trước đây nhận định. Với những con thuyền được thiết kế đẹp và kinh nghiệm đi biển, người Viking đã du hành đến ít nhất 37 quốc gia trên thế giới, từ Afghanistan đến Canada, theo nhà khảo cổ học Neil Pry của Đại học Uppsala, Thụy Điển. Trên đường đi, họ đã giao lưu và buôn bán những món hàng xa xỉ với hơn 50 nền văn hóa khác nhau. Họ đã đeo thắt lưng của người Á-Âu, mặc áo lụa của người Trung Quốc và chất đầy túi những đồng bạc của người Hồi giáo. Họ đã xây dựng những thành phố phát triển tại York và Kiev, những thuộc địa rộng lớn của Anh, Iceland và Pháp, và thành lập các tiền đồn ở Greenland và Bắc Mỹ. Không có bất cứ một thuyền viên châu Âu nào khác mạo hiểm và đi xa quê hương như họ. Chỉ có những người từ Scandinavia làm việc này, Bry cho biết. Chỉ những người Viking, tuy nhiên, thám hiểm và buôn bán không phải là con đường duy nhất mang lại sự giàu có cho người Viking. Những tên hải tặc Viking đã tấn công những bờ biển ở Anh và châu Âu đầy bất ngờ và nổi tiếng với sự hung bạo. Ở miền Bắc nước Pháp, họ đã đi lên và đi xuống sông Sen và nhiều con sông khác, tấn công và chất đầy trên thuyền những của cải mà họ cướp được. Họ đã tống tiền gần 14% toàn bộ nền kinh tế của đế chế Carolingian ở Tây Âu để đổi lấy những lời hứa hòa bình. Trên khắp các con kênh ở Anh, các cuộc đột kích lẻ tẻ mở rộng thành chiến tranh tổng thể, khi quân đội Viking xâm chiếm và chinh phục ba vương quốc Anglo-Saxon, bỏ lại những xác chết bị thối rữa trên các cánh đồng. Theo dòng lịch sử phát triển của nhân loại không thể nào thiếu được dấu chân của người Viking, những chiến binh của vùng bán đảo Scandinavia còn là nhà thám hiểm, thương nhân tài giỏi với những bài học về phong cách sống vẫn còn giá trị cho tới tận bây giờ. Nếu những chiến binh Viking vĩ đại nhất sống dậy thì có lẽ họ sẽ cười nhạo vào đám đàn ông thời nay, những gã mà chỉ biết mùi lì với chiếc điện thoại và laptop của mình suốt cả ngày. Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu 3 bài học từ phong cách sống của người Viking nhé. Một là sức mạnh đến từ phong cách sống đề cao thể chất và tinh thần. Sở dĩ người Viking là những chiến binh mạnh mẽ bởi họ có phong cách sống không ngồi yên từ lúc mặt trời ló dạng cho tới khi màn đêm đã buông. Họ thức dậy để đi kiếm củi, đóng tàu, ra khơi, đi săn, làm rẫy. Và khái niệm rảnh rỗi chính là những cuộc đấu vật nảy lửa để rèn luyện khả năng chiến đấu của mình. Clive Standen, nam diễn viên đóng vai Berserker Rollo của series phim truyền hình Viking, chia sẻ rằng anh thường xuyên thực hiện bài tập đi bộ trong khi mang những quả tạ nặng trên dưới 30 kg. Vậy mà đó vẫn chưa phải bài tập duy nhất Clive phải tập để vào vai một Viking đích thực trên màn ảnh. Hơn nữa, sức mạnh thể chất của người Viking còn đến từ tinh thần không sợ chết của họ. Với người Viking, cái chết đã được định sẵn và sẽ chẳng có áo giáp hay vũ khí nào có thể chống lại được. Nỗi sợ thì khác, nỗi sợ sẽ làm bạn bị tê liệt và chần chừ trong giờ phút quan trọng nhất. Từ tinh thần đó, người Viking luôn ra tay dứt khoát và cực kỳ tàn bạo trong các cuộc chiến của mình. Nói một cách khác, giữa mục tiêu được đặt ra, chỉ có hành động mới đạt được chứ không phải những suy tính. Thay vì sợ sệt những căn bệnh nguy hiểm, ngay ngày hôm nay hãy thay đổi phong cách sống đi. Hãy tập thể dục và ăn uống điều độ cho sức khỏe của mình. Đó cũng là tinh thần của người Viking đấy. Hai là, đàn ông Viking luôn tôn trọng phụ nữ. Tung hoành khắp các bờ biển châu Âu từ cuối thế kỷ thứ 8, nhưng để bàn đến bình đẳng giới thì đàn ông Viking đã đi trước thời đại hiện nay. Phụ nữ Viking không bị bó buộc bởi những quy tắc phải phục tùng người đàn ông. Ngược lại, họ còn có quyền rời bỏ hay thậm chí trừng phạt nếu bản thân bị phản bội. Trong xã hội của người Viking, nếu người phụ nữ bị đối xử tệ bạc, cô ấy có thể đâm con dao vào xương sườn của người đàn ông, hoặc cô ấy sẽ ly dị cùng với số tài sản xứng đáng. Nhà sử học Justin Pollock chia sẻ bình đẳng giới phần nào đến từ việc một số không nhỏ người phụ nữ Viking được huấn luyện trở thành các chiến binh tài giỏi, hay còn được gọi là Sea Maiden. Phản bội người bạn đời cũng là một việc đáng khinh giữa những người đàn ông Viking. Với họ, vợ mới chính là người luôn sát cánh bên mình, và sẽ thật ngu ngốc nếu để mất đi người đồng minh quý giá. Ba là, tình bằng hữu của người Viking. Tình bằng hữu của có vai trò rất quan trọng trong phong cách sống của người Viking, đôi khi còn hơn cả quan hệ họ hàng. Tình bằng hữu không chỉ có ở giữa những người cùng đẳng cấp mà hơn thế, tình bằng hữu phải hình thành giữa địa vị thuyền trưởng và thủy thủ, là những người anh em bên nhau.
Trong khi thời đại này việc đàn ông chia sẻ quá nhiều cảm xúc sẽ bị cho là yếu mềm thì những người đàn ông Viking lại nâng những ly rượu ca tụng nhau ngày đêm. Theo giáo sư tâm lý Thomas Joyner, phong cách sống của đàn ông hiện đại ít sự gần gũi hơn và cô đơn có thể gây nguy hiểm tới cả tâm lý và thể chất. Có lẽ tình cảm gắn bó mới là thứ nâng đỡ những chiến binh Viking trở thành tộc người vĩ đại. Thời đại này chúng ta đã bị lệ thuộc quá nhiều vào Internet, chính vì thế mà những cuộc gặp trực tiếp cũng không còn được coi trọng như xưa. Bạn có giờ nghĩ đến việc đã bao lâu không gặp một người bạn nào đó chưa? Nếu vậy thì đừng quên nhấc máy để lên lịch ngay một bữa cà phê đi nhé. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.